Vâng, hôm nay Lê Tuấn tiếp tục lên chỗ cơ sở bán xe của Trung Kiên, giới thiệu lại cho tất cả nhà chúng ta ai đang ưa thích dòng Ford 3.000. Nói về dòng Ford 3.000 thì các bác cũng đã biết rồi, đúng không ạ? Chúng ta yêu mến xe, và chúng ta những người chiến sĩ lái máy cày, đúng không ạ? Nhiều năm kinh nghiệm trong nghề thì chúng ta đều hiểu về các loại Ford. Đấy, về các loại xe. Nhưng nói về dòng Ford thì các bác, mỗi một bác đam mê, đúng không ạ? Đam mê mỗi một người mỗi một kiểu. Thì hôm nay em xin phép các bác em giới thiệu cho ba người ở rất xa các bác nhé, ở Ninh Thuận, ở Khánh Hòa và ở Gia Lai, lại để review cho các bác, để các bác tận tình. Thì trước hết vào thì em báo giá cho các bác biết là chiếc xe này rất đông khách trả giá có 85 thôi, nhưng mà ông chủ không bán, nói thẳng là như vậy, bởi vì nó quá thấp mà cái giá trị của xe này rất rất cao. Bởi vì riêng cái mọc mà có số mọc này, nếu như mà Lê Tuấn bảo tách ra bán là 60 triệu, 65 thì em không dám, nhưng 60 là có người lấy ngay cái mọc này. Thì 60 mà 90 triệu thì cái đầu này 30 triệu, ngon chứ các bác, đúng không? Quá ngon. Có này, mùi này, có này, bánh này, và vỏ mới, và tất cả đang còn một cái màu lông rất đẹp, đời T3, có thắng hơi các bác nhá. Đấy, cái ưu điểm của cái xe này trước khi mà cái giá 90 triệu, tại sao ông 85 triệu không được, ông chủ không bán? Đầu tiên 95, nhưng tất cả trong kênh của Lê Tuấn, anh em ở xa lại mất tiền xe, trả có 85 thôi, nhưng mà Lê Tuấn đã lên tâm sự với ông chủ, thì ông chủ nói là không được anh ạ, em không có lời, mà như vậy là em lỗ. Thì nếu như hôm nay Lê Tuấn nhận lời của ba người, ba tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận và Gia Lai, Lê Tuấn xin mạn phép được đi vào chi tiết cho anh em một lần nữa các bác nhé. Rồi em mời các bác ở Gia Lai và cùng toàn thể anh em nào đang thích dòng Ford thì mời cùng em Tuấn đi vào chúng ta chứng kiến cái video này từ đầu đến đuôi, để chúng ta có comment và chúng ta có gợi ý cho Lê Tuấn. Còn có cái gì sai thì mong cả nhà cũng như anh em máy cày bên dòng Ford thông cảm cho Lê Tuấn một lời chúc sức khỏe và một lời chào tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống, làm ăn gặp nhiều may mắn các bác nhé. Và bắt đầu đây là thông số của Ford các bác nhé, 650/16. Ok. Đấy, rất chỉnh chu. Rồi, tất cả các bác nhá, đây còn zin uy nguyên. Rồi, ở mặt trước thì em cũng nói các bác thì cái dòng Ford 3.000 mà nói ta đi làm rồi thì nó không còn nguyên vẹn lắm, cho nên các bác phải thông cảm nhá. Nó có va chạm và nó có những cái đụng chạm vào cây cối đây thì nó đã bị này kia đây. Đấy, còn dàn lông thì màu sơn đang rất đẹp các bác nhá, đang zin của em nó luôn. Đấy, ở đây zin thì em không biết, nhưng mà ông chủ nói là rất zin thì em nói zin. Đấy, đây này, có những chỗ mà bị chạm thì ông người ta làm thì ông chủ mua về như này thôi, còn đây là zin này đó các bác nhá. Đây này, đó. Hoặc là sơn lại thì em không biết, nhưng mà em thấy nó cũng có cái đúng đúng của nó, mà cũng có cái gì sai sai. Nhưng mà thôi, cứ cho là dàn lông đang đẹp các bác ạ, đúng không? Các bác mà mua về một chiếc xe mà thấy nó đẹp bên này thì ok, mà thấy nó sứt bẻ ở nó này kia thì nó kém chất lượng, thì nói chung là làng số bây giờ ông này mua xe xấu quá, đúng không? Cũng buồn. Nhưng mà chiếc xe này mà nếu đẹp như này mà mua về thì ok, đúng không? Người ta khen đẹp, ok là đẹp. Rồi, bắt đầu đi vào chi tiết. Rồi, có bơm hơi cho các bác này nhá. Rồi, đèn ken đầy đủ, xi nhan các bác nhá, đèn ken gì. Rồi, thứ hai là báo cáo bác một cái inox rất đẹp. Bẹp 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 nhá. Đấy, không bao giờ mốc, không bao giờ xét gì. Rồi, cho các bác biết luôn, đời T3. Nói về đời T3 mà xe 3.000 thì các bác biết rồi, trâu bò lắm các bác nhá. Cực kỳ là trâu bò. Nếu bác nào chưa xài nhá thì các bác không biết. Nhưng bác nào xài rồi thì các bác biết. Các bác nhá, đây này, đang zin của nó luôn này. Đây này. Đó. Và do cả tất cả mọi cái đang cần chỉnh chu. Các bác nhá, chỉnh chu. Đây. Và xem kỹ lên một chút để các bác đánh giá dùng cho chủ. Đây các bác nhá. Đấy. Đây,
và trên này. Bốt tay lại các bác nhá, đang zin của em luôn. Rồi, và một màu xanh huyền thoại của Pho 3000. Đấy. Rồi, đây các bác này, rất đẹp. Cái yên thì các bác thông cảm, vâng, nó mà hơi ấy một tí thì không sao các bác nhá, về các bác bọc lại một chút được. Đấy, còn riêng về số đang còn đây, mua này. Đấy các bác nhá, đây đang còn nguyên si. Đấy, tất cả đúng rồi em ạ. Cái đầu này là đùi nhỏ các bác nhá, đùi nhỏ. Đấy, nó kém chất lượng một chút nhưng không sao. Đấy, đấy, em đi qua bên này cho các bác xem cái trái tim là của em Pho này một chút nhá. Trước khi đi qua đây thì các bác vẫn phải xem cái bên này nó có đồng ở bên kia không, đúng không? Không có lại răng ông này kém cắm hàm bà kia, đúng không? Đầu gà đi vịt đây các bác nhá. Vâng, vẫn như thế, vẫn là huyền thoại một chiều mưa các bác nhá. Vâng, và cái ý chính của chúng ta là trái tim của em Pho 3000 này nó đẹp làm sao các bác nhá. Trái tim em đã bị chàng trai đẹp trai hớp hồn đấy, hoặc ôi trái tim em đẹp quá, trái tim anh chia ba phần tư đồ, anh dành riêng cho đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu đấy. Các bác vẽ cày của chúng ta thân mến, đúng không ạ? Những đường nét đẹp, những đường cong của vòng 1 các bác nhá. Đấy, đường cong của vòng 1 của em nó là 93 các bác nhá, 93 điểm. Đấy, rồi chúng ta đi tiếp gần về vòng 2 một tí là có bình hơi các bác nhá, có van hơi và có đồng hồ hơi, và tiếp sau đó đến gần lỗ rốn là có một cái đạp thắng, tức là đạp hơi, thắng hơi, nó gần với bàn đạp hãm của chúng ta, thắng và chân ga ten ren ren. Đấy, rất tuyệt vời các bác nhá. Đấy, rồi vòng 1 hầu như là cái giá trị của trái tim em Pho 3000 này là không còn gì để nói các bác nhá, chỉ 93 thôi. Tiếp tục vòng 2 là lỗ rốt đây các bác, đây. Đó, các bác từ từ đừng vội, tí nữa em cho các bác coi vòng 3 nhá. Vòng 3 thì thôi rồi bác đã phải thích, đúng không ạ? Vòng 1 mặt tiền đẹp, đúng không ạ? Vòng 2 là ở giữa nửa hậu, 20 là vòng 3 bác nhá. Rồi các bác cùng em, đây là vòng 3 à, vòng 2 rồi. Đây, vòng 2 thì gồm có những rất gì là ở đây thì ruột già ruột non nhiều các bác nhá. Với cái bụng của chúng ta mà ăn vào thì cái này là bộ điều hành đấy, số má là ruột già ruột non. Cái rốn mà cái chỗ rốn này không có làm được gì hết đấy. Nếu như ta lấy vợ hoặc ta yêu một cô nào đó thì rốn thì ít khi ta rờ lắm, chỉ rờ là vòng 1 và vòng 3 thôi. Còn cái rốn thì lúc nào cũng rin, đúng không? Đấy, rin nó rốt đấy, một câu vui như vậy nhưng mà rất tuyệt vời các bác nha. Rồi các bác chấm điểm cho em vòng 2 thì chỉ có 91 các bác nha. Vòng 2 của em Pho này 91 đấy. Và tiếp tục các bác cùng em để chấm vòng 3 của em đó. Đây, bắt đầu vòng 3 là từ bắt đầu này, mu này, mu cao này các bác nhá, mu cao. Mà nói về fan mu thì bác nào phải thích rồi, nhất là các bác máy cày, mà riêng em cũng thích chứ không phải là ai, đúng không ạ? Fan mu, mu to và mu nhỏ đấy. Rồi vỏ các bác này, vỏ 12-4 28, 12-4 28 các bác nhá. Nhưng cái quan trọng thứ nhất là gai sâu, vỏ mới, thấy chưa? Đấy, tức là em mặc bikini, đúng không ạ? Mông to, háng rộng, đùi dài mà trải lên thảm đỏ, mà đi một đôi guốc, một cái nắng kim cương thì các bác biết không? Tuyệt đẹp, đúng không ạ? Đó là người mẫu. Mà người mẫu bây giờ đi không phải ít tiền đâu các bác nha.
Các bác bán nguyên một cái máy cày đi mà chưa chắc nó đủ luôn. Vừa rồi ở thành phố Hồ Chí Minh mới phá một đường dây. Các bác nha. Đấy, đường dây gái đẹp, người mẫu. Đấy. Một đêm 120 triệu. Các bác dám chơi không? Đấy, bằng mẹ cái phô kia. Còn cái phô này có 90 triệu. Rồi chơi có nửa cái. Rồi bắt đầu đi vào chương trình thì cái điểm yếu của em này là cái đùi nhỏ. Các bác nhá. Đùi nhỏ nhưng thường thường người mẫu là đùi nhỏ. Đấy các bác nhá. Đấy, đùi nhỏ là rất gì là handicap đấy, rất là mua tiếp, rất đẹp. Đấy, tức là vòng 3 của em này là được vỏ này. Nhá, vỏ này và mọc này. Đây này, tức là đã hàn mọc cho ta và đã đang còn rin luôn ở cái đùi tròn, tức là đi số các bác nhá. Các bác cày sới được luôn và các bác đi số mạc đây. Đấy, em chỉ tách nói vui với các bác ở một người đẹp thì có 3 vòng, đúng không ạ? Vòng 1, vòng 2. Còn vòng 3 này là ưu điểm luôn. Nhưng mà người mẫu thì có người chân to, có người chân nhỏ. Nhưng mà người chân nhỏ với là người mẫu, còn người chân to thì chỉ rờ thôi. Còn người chân nhỏ là với là người mẫu các bác nhá. Thì đây em mới được điểm luôn. Đấy, xe này cái ưu điểm để mà chạy là nhanh nhất. Các bác nhá, nhanh. Còn đùi to thì chạy chậm. Đó là về cái ưu điểm và cái nhược điểm của em Ford 3000 này. Đấy. Và tóm tắt nội dung ở cái đầu là 3 vòng em đã nói với các bác xong. Các bác nhá. Đấy, dàn chân cực đẹp. Đấy, và có tặng cho chúng ta không một cái mui rất đẹp cho các bác ngồi lên. Đấy, mà một khi mà những cái em mà ốm như thế này mà mui to thì các bác ngồi lên thì các bác sướng lắm, đúng không ạ? Đấy, nó cứ tụt lên tụt xuống như giá gạo là ok. Đấy, cực kỳ sướng cho các bác. Đây, và em đã đưa lên cho các bác xem. Rồi, ok, em xin mời các bác lại đến tiếp tục một cái siêu phẩm, cái mọc. Như lúc đầu em đã nói rồi, cái mọc này mà nếu như để cho Lê Tuấn bán 65 triệu thì Lê Tuấn không dám nói. Nhưng 60 triệu là ok, có người lấy ngay. Đây. Vậy nha, đấy. Đây vậy. Alo. Chiếc gì em ơi? Máy cày Ford hay là xe loại gì ạ? Ford mấy ngàn ạ? Rồi, em có lấy mọc không ạ? Hay là đầu không ạ? À, số cầu, tức là có mọc và số cầu, đúng không ạ? Rồi, có cái 3000 ở đây, có cầu. 3000 tức là rất đẹp, mà mọc cái xịn sò. 92 triệu. Vỏ mới hết. Vỏ sau là 80020. Bánh cái là mới 12/4/28. Không, xe này của một ông chủ ở đây. Ở tại ngã tư Trân Thành. Vâng. Vâng, ngay ngã tư Trân Thành. Mà chính anh đang gọi cho em thì em đang review chiếc xe này. Em bớt cho anh 2 triệu, khoảng đúng 90 triệu. Nhưng mà tốt nhất là anh cứ sang anh xem. Bởi vì cái dàn chân và tất cả mọi cái từ mọt cho đến các thứ là rất gì là chuẩn chải. Tức là trong cái đó là có dàn 4 cái vỏ sau là mới cao hết. Và 2 vỏ cái đều mới là anh đã được 20 mấy 30 triệu rồi. Có thế thôi. Thì khoảng cái xe có 60 triệu như mày. Có thế thôi. 60 triệu một cái xe mà có mọc thì anh không mua để làm gì. Đấy. Bây giờ em đang quay chiếc xe này là anh điện cho em thì anh yên tâm. À, em lên xong tối nay thì anh coi xong có gì sáng mai anh gặp em. Vâng. Đúng rồi, anh kết lại cho em gửi ngay cho anh luôn. Bây giờ luôn, cho anh coi luôn nhá. Rồi bây giờ tôi chờ tôi 5 phút để tôi chào anh em trên cộng đồng mạng một cái và tôi kết bạn với anh và tôi gửi luôn cho anh cái này nha. Nhưng mà trước hết để cho tôi hỏi anh ở đâu nhỉ? À, Dầu Tiếng thì gần, có ăn cá ba Giáng Hương là đến đây rồi nha. Rồi kết tôi là Lê Tuấn, là Du nha. Tôi kết trước cho anh rồi anh đồng ý nha. Rồi có thắng hơi Lucky, thắng hơi và số mọc đầy đủ 2 tỷ bên mọc mới nha. Rồi ok. Rồi ok.
Cả nhà ta chắc cũng lúc đang quay thế này thì có người hỏi mua xe bạn à. Rất trùng hợp. Cho nên là Lê Tuấn cũng nối luôn và alo luôn cho cả nhà biết luôn. Để cho cả nhà biết là cái cuộc điện thoại của người đấy. Thì cái xe này, đấy là đúng chủ nhà phải 90 triệu chủ nhà với bạn. Nói thẳng vậy. Đó là Lê Tuấn đã gặp chủ nhà và nói chuyện. Thì đây, và cuối cùng thì đã là 15 phút các bác nhá. 15 phút thì Lê Tuấn đã review cho cả nhà chúng ta xem chiếc mọc này và cùng chiếc đầu. Mà lúc đầu tiên Lê Tuấn đã nói với chúng ta, tức là người mẫu của 3.000 người đẹp. Đó là như vậy, vòng 1, vòng 2, vòng 3. Còn cái mọc này thì Lê Tuấn không nói ở vòng nào, mà chỉ là kèm theo với cái đầu các bác nhá. Và đây là một tác phẩm chiều nay của em Lê Tuấn quay giúp để bán giùm cho ông chủ Trung Kiên ngay tại ngã tư Trần Thành, chuyên mua bán xe cũ và còn rất nhiều xe ở đây. Thì chiếc này ở các bác Tây Ninh cũng đã có chuẩn bị lấy, và chiếc này thì chiều nay cũng có người lấy, nhưng cứ ai đến trước là lấy, rồi lại tiếp tục có những xe khác các bác nhá. Đấy, và có rất nhiều mặt đấy. Và qua đây em cũng cho các bác biết thêm là các bác đi qua quốc lộ 13 ngã tư Trần Thành các bác nhá. Đi về đây là ngã tư Trần Thành. Thì các bác ở Tây Ninh, các bác qua ngã tư Trần Thành, các bác kẹo lên khu công nghiệp Bình Dương. Thì bên khoảng từ ngã tư lên đây khoảng 3 cây số. Bên tay phải có chợ đồ cũ, chợ đồ cũ Bình Phước. Thì bên này là Trung Kiên, chuyên mua bán xe trao đổi, giá rất rẻ cho các bác. Bởi vì ông chủ này quan hệ rất rộng các bác nhá. Và gặp được Lê Tuấn nữa, và Lê Tuấn cũng kết nối bán làm sao cho rẻ cho anh em một cái một vài ba triệu. Có anh này cho anh em. Bởi vì mua đầu, cái Lê Tuấn đi đến đâu là ông này cũng biết đó. Thì bắt đầu Lê Tuấn chỉ cho mua, mua về và Lê Tuấn nó không được bán cao. Đấy, có những chiếc xe đây đồng bộ và nha, và có những chiếc mặc. Đấy, bác nào thích mặc lít. Đấy, mặc này là 22 triệu màu xanh. Đấy nè. Đấy, màu xanh 22 triệu. Mặc này 17 triệu. Và hai cái ngoài này là trên 20. Đấy các bác nha. Đấy, cũng không mất thời gian của các bác. Các bác nào mà có anh em đang cần mà Lê Tuấn lìa máy qua thì các bác cứ alo cho Lê Tuấn 0394 326 198. Lê Tuấn sẽ dẫn các bác đến để các bác mua và nha, một cái giá rất gì là hợp lý. Đấy, Lê Tuấn là người ở giữa nha, can thiệp vào để làm sao cho anh em chúng ta, tức là có một cái giá ổn định và rẻ nhất để đưa về xài. Và cuối cùng thì cho em Lê Tuấn xin chúc cả nhà một lời chúc sức khỏe và một lời chào đoàn viên. Nhắn lại cho em để em có động lực tiếp tục đi tìm cái cũ của người ta về làm cái mới cho mình. Cũng như bác nào mà đang cần thì các bác cứ đăng ký, các bác đừng ngại đăng ký, các bác nhấn cái chuông rồi bắt đầu đến video game đến mà đúng gặp cái nào của các bác là các bác cứ vậy điện thoại cho em 0394 326 198. Em sẽ là người dẫn các bác đến và đưa em về, cũng như người đẹp hôm nay phô 3.000 các bác nhá. Và cho em xin hẹn gặp lại các bác video sau và xin hẹn lại. Xin chào thân ái và chiến thắng.